Sơn nghe đây bạn. Chiều hôm qua bạn nhờ tôi á, chắc là tôi giúp không được rồi. Vì nhà tôi cũng đang có ý định xây nhà trong năm nay á, nên là chắc không cho bạn vay tiền được. Mong bạn thông cảm nha. Ừ, ok bạn, mình hiểu mà. Vậy là con đã quyết định á, bỏ cái nghề giáo để đi theo cái nghề ấy rồi hả? Mẹ thì mẹ không có đồng ý rồi đó. Vừa tốn công, tốn của, chỉ mà giờ con dứt đi được sao? Dạ, mẹ ơi, con đã quyết như vậy rồi á, mong bố mẹ tin tưởng ở con. Cái bà này, chưa gì đã bằng lùi rồi. Tôi ngày cái thở dăng thang dài đi ra đi vô, xúc cả ruột hả? Tại vì tôi thương con, tôi xót con của tôi, nên tôi mới nói. Chứ nếu mà con có hàng xóm á, thì cũng mặc kệ rồi. Con à, mẹ con nói vậy chứ thật ra là mẹ lo cho con lắm. Bố mẹ cái thời chiến tranh á, không có được học hành, đến nơi đến chốn làm công chức á, rồi lúc gặp khó khăn á, thì lại bỏ ngang về làm nông dân như thế này. Nếu mà con có chí lớn á, thì cứ để con phát triển thôi. Bố rất hiểu con. Bây giờ bắt con theo nghề cũ thì sẽ không thỏa chí của con. Bố thấy con có chí lớn thì cứ theo đuổi. Đây. Gì đây bố? Đây là quyển sổ đỏ của nhà mình. Con cứ bán đi một nửa để lấy vốn để làm ăn. Thiên hạ họ nói gì mà kệ họ. Đời mình quyết. Vậy là bố mẹ không cản con nghỉ việc mà lại còn bán đất cho con đầu tư ạ? Ừ. Mẹ nói á thì mẹ nói vậy thôi, chứ lúc nào mẹ cũng muốn con là có một sự chọn lựa cho đúng đắn. Làm thì phải cho ra làm, đừng để người ta cười chê mình nha con. Dạ con cảm ơn mẹ. Cái thằng này, bộ con coi ba mẹ là người dưng hả? Còn mà đặt cảm ơn khách sáo dữ vậy? Dạ mẹ. Nhưng mà con hứa với mẹ, con sẽ không để phụ lòng mẹ đâu. Mẹ cũng quên dần quên. Bác ơi, anh Sơn anh có chuyện rồi bác ơi. Câu gì mà chúng sẽ không hề đòi.